Thưa quý vị và các bạn, quà tặng là vật gửi gắm truyền đạt tình cảm của con người. Những món quà ấy dù ít hay nhiều, dù to lớn hay nhỏ bé, đều mang lại niềm vui cho người trao lẫn người nhận. Hiện nay không ít người đã chọn mua bảo hiểm xã hội tự nguyện dành tặng cho người thân của mình. Đây là cách làm ý nghĩa và mang lại giá trị to lớn đối với người nhận. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia. Hiện nay, loại hình này được xem là loại hình bảo hiểm mang tính nhân văn sâu sắc dành cho lao động tự do nên được rất nhiều người tham gia. Trong số này, nhiều người đã chủ động lấy tiền lương của mình hoặc lương hưu để đóng cho con cái, người thân, coi đó như món quà tặng ý nghĩa. Bà Đỗ Thị Phương và ông Hàn Ngọc Trường ngụ tại khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa là một trong số đó. Dù đã ngoài 70, có lương hưu ổn định hàng tháng, nhưng ông bà vẫn đau đáu, nỗi niềm là làm thế nào để giúp cho con cháu mình cũng có đồng lương hưu khi về già. Trong khi những người con của ông bà đều là lao động tự do, không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong một lần được tham gia buổi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện tổ chức tại địa phương, ông bà đã nảy ra ý định là tặng những món quà hết sức ý nghĩa cho ba người con và hai người cháu của mình. Tôi nhìn thấy những người mà như chúng tôi mà lương hưu không có đấy, thì thấy cuộc sống mà đã già rồi, đi về già rồi thì thấy nó chật vật quá, nó vất vả quá, thế là nghĩ đến cái chuyện mà tương lai của con của cháu sau này đấy, thì thôi thì bây giờ là ông bà cũng về hưu có ít lương ấy, thì thôi thì trích ra một phần để mua cho các con các cháu, để cho sau này các con các cháu nó cũng như những chúng tôi để hưởng. Cũng may là cái chế độ nhà nước, đảng và chính phủ nhà mình đã tạo điều kiện cho những người tức là nông dân, công nhân như là không, tức là không có nghề nghiệp gì đấy mà đi làm bây giờ thì bươn trải, thì bây giờ thì nói chung còn khỏe đấy anh chị ạ, thế thì làm thì có khi là vẫn cứ đủ để sống, nhưng đến lúc già như chúng tôi thì không còn sức để mà làm nữa, thì không thể làm nữa, thì không có tiền, thì mới nghĩ như thế. Thì là hôm mà các anh các chị về để coi là tuyên truyền ở trên phường đấy, thì tôi cũng thấy là quá là hay, tôi cứ trích một phần lương để mua cho con cho cháu sau này. Nghĩ là làm, bà đã liên hệ trực tiếp đến đại lý thu của phường để nói ý định và nhờ nhân viên đại lý thu tư vấn cách đóng, hình thức đóng và tìm hiểu thêm những quyền lợi của người được thụ hưởng. Ông bà đã chọn hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 5 người con, cháu với mức đóng một lần 6 tháng cho 5 người là 8.910.000 đồng. Hôm tuyên truyền trong khu phố Thiên Bình thì cô có tham dự và sau đó là cô cũng am hiểu. Và đồng thời là cô có xin số điện thoại và mình đã tích cực gặp cô để mà trao đổi. Như là cô nói là về cái ý định cô mua bảo hiểm. Thì lúc đó mình cũng nói là cô năm nay cô bao nhiêu tuổi, thì cô nói là cô có lương hưu rồi. Cái mình mới nói là thôi cô ơi, bây giờ cô có lương hưu rồi thì cô để mua cho người khác, và không, cô mua cho con cháu của cô. Thế là cô mới nói cái ý định của cô ra. Là bây giờ thay vì cô cho một đứa con 300 ngàn thì có thể là con của cô nó sẽ xài hết. Đó là cô mới nghĩ ra được cái cách này. Và cô đã mua cho 3 đứa con và 2 đứa cháu. Là cô đóng một lần là 6 tháng. Hoạt động tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho con cháu chính là sự đồng hành thiết thực của cha mẹ, ông bà dành cho con cháu. Bởi đây sẽ là điểm bắt đầu, là sự chuẩn bị về tâm lý và vật chất để giúp người thân của mình thụ hưởng những chính sách ý nghĩa của nhà nước, để các chính sách an sinh xã hội có thể tiếp tục được đồng hành, chăm lo cho người thân của mình được trọn vẹn hơn nữa. Bởi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, các con cháu của ông bà khi về già sẽ có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay khi còn trẻ. Rất có ý nghĩa đối với những người lao động tự do. Tôi nói như bản thân nhà tôi đây có một anh con trai lớn đấy, mà cái ngày từ Bắc chuyển vào đây đấy, để muốn mua thêm để mà nó thêm cái đóng bảo hiểm thêm đấy, để đóng bảo hiểm thêm. Mà cuối cùng nói thật anh chị, tôi đi thì nhờ hết người nọ kia mà cuối cùng không nhờ được. Đành phải bó tay là đình chỉ là 22 năm, là bây giờ là đóng, tức là ngừng đấy, không đóng bảo hiểm nữa. Nhưng mà bây giờ thì nó lại quá là dễ dàng như này, nhà nước, chính phủ và nhà nước này đã tạo điều kiện cho cái người dân lao động
cái người dân mà tức là lao động tự do mà có cái chỗ mà để mà gửi gắm cái tuổi già này thì quá là không cái gì bằng. Tôi nói thật, tôi cứ bảo con cháu nhà tôi, mới tôi nói cả với bạn bè tôi bảo này, đấy con nhà chị, con nhà hay là con nhà anh đấy, anh nên mua cho nó, anh bầu nó bây giờ cái này, mỗi tháng nó làm cái gì anh cứ trích cho nó 300 thôi, anh lấy cái 300, tôi bảo đấy anh cứ thu 300, không anh không bảo nó là đưa cho để mua vậy, anh bảo mày cứ cho bố hoặc cho mẹ đấy mỗi tháng 300, anh cứ mua cho nó cái bảo hiểm, thế cả sau này cuộc sống của nó đỡ khổ. Với những người trước đây đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng nay nghỉ việc vẫn có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoặc ngược lại, đối với trường hợp chuyển từ bảo hiểm xã hội tự nguyện sang bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được bảo lưu thời gian đã đóng để làm cơ sở tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Ngoài chế độ hưu trí, người tham gia còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đến khi qua đời. Người thân của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ tự túc như với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tôi cũng động viên các con của các ông, các bà, bạn bè với tôi đấy. Tôi bảo đây này, các cháu này, tôi cầm cái sổ của tôi đi. Tôi bảo này, các cháu này, nhìn đây này. Ông bà về hưu rồi, như ông bà trích một phần ra để mua cho con, cho cháu. Sau này con cháu có cái chế độ hưởng. Nên là các cháu bây giờ, các cháu còn khỏe đấy. Mỗi tháng các cháu chỉ bớt ra là 300 thôi. Bây giờ không có, chỉ tạm thời 300. Để các cháu mua đấy cái thẻ bảo hiểm này, xã hội này. Sau các cháu già nhé, các cháu có tiền nhà nước cung cấp ăn, nó đủ ăn, không sợ gì hết. Xong lại ốm đau là cái sổ bảo hiểm đi khám, không mất một cái gì đấy, có xương không? Về tuyên truyền đầu tiên ấy, thì người ta hay lộn với lại bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì đa số người ta lộn với bảo hiểm nhân thọ. Đó, cho nên nó cũng khó khăn được một cái đó. Khi người ta biết ra rồi thì bảo hiểm xã hội này là của nhà nước, chính sách an sinh xã hội thì người ta tích cực người ta tham gia. Hiện nay thì cũng có nhiều người rất là... Có thể thấy, hiện nay người dân đang nhận thức rõ những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và vận động con cháu mình cùng tham gia. Điều này cũng nhờ công tác tuyên truyền được bảo hiểm xã hội phối hợp với các đại lý thu thực hiện hiệu quả theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, giải thích cho người dân những thắc mắc và tuyên truyền những lợi ích thiết thực từ chính sách hết sức nhân văn này. Về công tác thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì cũng được rất là được thuận lợi. Vừa qua thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã có những cái đợt tuyên truyền về chính sách an sinh xã hội, sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, được người dân được biết được nhiều hơn. Trước đây thì chỉ nghe thôi nhưng mà nhiều người cũng không có hiểu. Cho nên là khi mà người ta đã được trực tiếp mà tham dự cái buổi tuyên truyền, người ta cũng hiểu được cái phần chính sách về an sinh xã hội. Đó, thì vừa qua thì từ khi cái buổi có các cái buổi tuyên truyền thì đợt nào tuyên truyền xong thì sau đó cũng có người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Có người chọn đóng cả 5 năm, có người đóng 1 năm rồi 1 tháng, có những người ít lương, ít tiền thì người ta cứ đóng hàng tháng. Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với người lao động tự do có thu nhập thấp và không ổn định, giúp người tham gia được hưởng lương hưu nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro, nhất là khi người lao động lớn tuổi về sau này có được thu nhập nhất định để trang trải sinh hoạt hàng ngày, không phải phụ thuộc con cháu về sau. Quỹ bảo hiểm xã hội được nhà nước bảo trợ, chính sách này cũng thể hiện tính nhân văn, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội. Đối với cộng đồng thì như thế là sở sẽ có những cái buổi tuyên truyền về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho các cái đối tượng khác, đặc biệt là đối với các cái đối tượng lao động tự do mà chúng ta mong muốn họ họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để cố gắng làm sao là dù họ làm việc ở cái lĩnh vực phi chính thức nhưng mà họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi họ không còn điều kiện lao động nữa thì họ vẫn được có một cái khoản lương hưu để đảm bảo cái cuộc sống cho bản thân và gia đình mình. Được triển khai thực hiện từ năm 2008, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả người lao động trên mọi lĩnh vực.
Nếu như trước đây chỉ có cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, thì giờ đây chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn. Trong trường hợp rủi ro bị giảm thu nhập thì người tham gia có thể tạm ngừng đóng và được bảo lưu thời gian đóng để làm cơ sở cộng nối thời gian đóng sau đó.